Xin trân trọng kính chào các bạn đã đến với kênh video online AST truyền thông tổng hợp thuốc và sức khỏe. Kênh chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất đến với các bạn hàng ngày. Mong các bạn đăng ký kênh để theo dõi. Chân thành cảm ơn các bạn. Ăn gà nhất định phải bỏ đi 5 bộ phận này. Nhiều người ăn gà mấy chục năm cũng không biết những điều này. Ngay cả bản thân em cũng vậy. Lần nào mua gà về thịt cũng cho chồng con xơi tuốt. Hôm nay ngồi đọc báo thấy chuyên gia cảnh báo về 5 bộ phận của gà không nên ăn mà giật mình các mẹ ạ. Cổ gà, đây là bộ phận mà hầu như ông chồng nào cũng thích ăn và không biết là nó không tốt chút nào. Cổ gà là nơi tập trung nhiều mạch máu và hạch bạch huyết. Hạch này chứa rất nhiều độc tố, có thể là các chất độc có trong quá trình cho gà ăn thức ăn chăn nuôi có chứa kích thích tố đọng lại ở cổ. Chính vì vậy, khi ăn thịt gà thì chị em không nên tiếc mà hãy bỏ phần cổ gà đi nhé. Đặc biệt là đừng cho con nhỏ ăn mà lại vô tình nạp chất độc vào người. Giống như gan của các động vật khác, dù gan gà là bộ phận có nhiều dinh dưỡng nhất, nhưng đây cũng là máy lọc chất độc của cơ thể con gà, nên có thể chứa nhiều mầm bệnh, tích lũy nhiều kim loại nặng. Do vậy, để tốt nhất cho sức khỏe, các bác sĩ khuyên mọi người nên hạn chế ăn gan gà. Trong đó hai đối tượng là phụ nữ đang cho con bú và trẻ nhỏ càng cần tránh xa loại nội tạng này. Phao câu, bộ phận này tích tụ mỡ và cholesterol nhiều nhất trong cơ thể con gà. Chuyên gia cảnh báo lượng cholesterol cao rất có hại cho sức khỏe, đặc biệt với những bệnh nhân tim mạch, rối loạn mỡ máu. Đồng thời phao câu là nơi tập trung nhiều loại siêu vi trùng, vi khuẩn gây bệnh và nhiều thứ độc hại khác. Dù có làm sạch vẫn không thể loại bỏ hết vi khuẩn. Chất dịch độc hại tồn đọng ở đây sẽ có nguy cơ khiến trẻ bị ung thư nếu ăn quá nhiều và thường xuyên. Đặc biệt, nhiều người còn có sở thích ăn phao câu để cho mượt tóc, nhưng đây là quan điểm hoàn toàn sai lầm, thiếu cơ sở khoa học. Các bác sĩ khuyến cáo người dân không nên ăn nhiều phao câu, 5-6 cái, nhất là trẻ em, để tránh ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Mề gà thực chất nó là dạ dày của gà và có nhiệm vụ nghiền nát thức ăn. Do gà có thể ăn nhiều loại vi sinh vật, nên lượng chất độc hại có thể sẽ bị dự trữ lại tại đây. Ngay cả khi chúng ta xử lý chúng bằng muối và nước sôi, thì bạn cũng không thể loại bỏ hết vi khuẩn nơi đây. Dù đây là bộ phận nhiều người thích ăn vì có độ giòn rất đã miệng, nhưng cũng đừng vì chủ quan mà hại cho sức khỏe cả nhà, chị em nhé. Da gà mới có nhiều chất béo, hàm lượng cholesterol cao và tồn tại những chất gây ô nhiễm lớn. Tốt nhất nên loại bỏ da khi ăn để đảm bảo sức khỏe nhé các mẹ. Lưu ý khi ăn thịt gà, không ăn với tôm. Thịt gà và tôm khi kết hợp với nhau sẽ gây nên hiện tượng ngứa ngáy khắp người vì cả hai thực phẩm này đều thuộc tính ôn, ấm. Không ăn với cá chép. Ăn lẫn hai thực phẩm này sẽ dễ gây mụn nhọt hoặc bị chướng bụng. Không may bị mắc phải triệu chứng này thì nấu nước đổ đen uống sẽ khỏi. Tỏi, rau cải và hành sống. Theo giới đông y thì thịt gà tính ngọt ấm, tỏi tính nóng, hành tính hàn. Nếu kết hợp với nhau sẽ khiến tăng nhiệt hay nóng lạnh không đồng chiều, gây ảnh hưởng tới sức khỏe. Ai không nên ăn thịt gà? Người có cơ địa mẫn cảm, dễ bị ứng, người đang có vết thương hở, xơ gan, cao huyết áp là những đối tượng cần hạn chế ăn thịt gà. Cảm ơn các bạn đã xem trên kênh video AST truyền thông tổng hợp. Mời các bạn đăng ký để cập nhật thông tin mới nhất và chia sẻ. Chân thành cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại trong những video sau.